Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một cái Homework Tool. Tool này dùng để định thời gian thực thi một cái nhiệm vụ nào đó bằng VB trong Excel. Nó tương tự như Cron Tab ở trong Linux. Thì đây là cái giao diện của cái tool. Cái tool này mình đã upload lên và các bạn có thể download ở cuối video. Sau đây mình sẽ demo cho các bạn xem. File này mình đã upload. Thì khi các bạn download file này về ở cuối video, các bạn mở file này thì sẽ thấy cái giao diện như thế này. Thì để sử dụng cái scheduler này, các bạn click vào cái nút tab scheduler thì nó sẽ mở cho các bạn một cái giao diện tool. Đây, đây là giao diện chính của nó. Thì có một cái nút start, một cái nút cancel, một cái ô để hiển thị thời gian, hiển thị ngày. Cái cột F để hiển thị minute, các bạn có thể chọn minute vào vào giờ nào, vào phút nào để thực thi cái task ở cái cột H, và cột G là để chọn giờ, vào giờ nào, phút nào để thực thi cái task này. Và đây là cái giao diện cái để hiển thị là cái task và cái tên cái task và cái execute vào cái thời gian nào. Bây giờ mình sẽ giải thích để chọn được cái thời gian. Nó tương tự giống như Cron Tab. Nếu mà các bạn để star như thế này thì là vào mỗi phút, và mỗi giờ là từ 0 cho tới 23 giờ, và từ 0 cho tới 59 phút thì là nó sẽ thực thi cái task này đều đặn vào mỗi phút. Nếu các bạn có thể kéo cái thanh chuột này để chọn thời gian, kéo về đây là nó đang 59 chẳng hạn, thì là sẽ đến 59 phút thứ 59 vào mỗi giờ từ 0 cho tới 29 nó sẽ thực thi cái task này. Tương tự như thế, các bạn kéo như vậy để các bạn chọn. Ví dụ đây là 50 thì là nó sẽ mỗi đến phút thứ 50 vào mỗi giờ nó sẽ thực thi cái nhiệm vụ binh này. Ở đây các bạn có thể chọn ví dụ như là vào lúc 0 phút hoặc 15 phút và 30 phút và 45 phút thì nó sẽ thực thi vào mỗi giờ, nó sẽ thực thi cái task này thì các bạn để như thế này. Hoặc các bạn có thể chọn giờ là ví dụ như 2 giờ rồi 4 giờ rồi 7 giờ chẳng hạn, 8 giờ chẳng hạn, là để thực thi cái vào mỗi phút này 0, 15, 30, 45 và lúc 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ thực thi cái task này thì các bạn để như thế này. Để cách nhau bằng cái dấu phẩy, không có khoảng trắng. Bây giờ mình sẽ chạy demo cho các bạn xem. Ví dụ bây giờ mình sẽ để là vào mỗi mỗi phút và mỗi giờ. Để các bạn đây vào mỗi phút mỗi giờ thì nó sẽ chạy cái lệnh binh này. Mình sau khi mình đã set up thời gian xong và cái task mình đã chọn xong thì mình nhấn nút start. Khi nhấn nút start thì cái thời gian này bắt đầu nó sẽ chạy. Đây, đây nó sẽ thực hiện lệnh binh. Đây, như vậy là nó đã thực hiện xong. Đấy. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình muốn cho nó thực thi ở cái phút thứ 47. 47 chẳng hạn. 47 rồi 149. Đây, mình để như thế này, nhấn nút Start. Như vậy cái phút thứ 48 nó sẽ bỏ qua. Định định cái phút thì là các bạn cứ bỏ bỏ vào cách nhau dấu phẩy, không có khoảng trắng, và phút nào phút thứ bao nhiêu, tương tự như giờ cũng vậy, các bạn bỏ giờ vào, giờ nào bạn bạn muốn chạy vào giờ nào thì các bạn bỏ giờ vào và phẩy rồi cái giờ tiếp theo. Đây nó đã. Như vậy là nó sẽ bỏ qua cái phút thứ 48. Bây giờ mình sẽ đợi tới cái phút thứ 48, sẽ các bạn sẽ thấy nó sẽ không chạy, và sau đó tới phút 49 là nó sẽ chạy. Thì các bạn có thể cancel hoặc là bây giờ các bạn có thể chỉnh vào cái thời gian khác các bạn muốn vẫn vẫn được. Hoặc là các bạn có thể back về cái giao diện chính ở đây.
và các bạn có thể gọi những cái tool khác ra để thực thi. Đây là cái tool ở những video trước mình đã giới thiệu. Phút thứ 48 nó sẽ bỏ qua và nó đợi tới phút 49 nó sẽ thực thi. Đây, như vậy là phút 48 nó bỏ qua. Trong cái lúc nó thực thi đợi tới phút 49 thì mình có thể làm những cái nhiệm vụ khác, việc khác chẳng hạn như vậy. Ví dụ bây giờ mình sẽ merge các file. Mình có thể làm cái nhiệm vụ khác. Mình chọn merge các file chẳng hạn như thế. Đây, mình chọn hai file này để merge lại với nhau. Thì cái cách dùng cái tool này như thế nào mình đã hướng dẫn ở cái video trước. Đây. Vậy là trong cái lúc mà cái tab này nó chạy thì mình vẫn có thể dùng được những cái tool khác ở những cái giao diện khác. Thì hiện tại mình đang phát triển cái binh, các bạn có thể đổi. Đây, phút 49 nó thực thi đây. Thì các bạn có thể đổi các tab khác. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về phần code. Bây giờ mình dừng lại đi. Thì các bạn vào design. Rồi. Chọn Visual Basic đây. Trong cái phần sheet thứ 5 này. Ví dụ bây giờ ở đây do mình đang là để gọi cái tab binh. Bây giờ mình không muốn chọn tab binh nữa. Mình để cái tab khác, đó là cái tab chẳng hạn gọi cái mở cái folder mà cái file này đang đứng. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn. Thì các bạn bỏ cái tên tab vào cái cột H này, ở cái dòng này, ví dụ đây mình bỏ vào đây. Và bây giờ mình sẽ chọn lại cái thời gian, mình thoát cái design mode, mình chọn lại cái thời gian là vào mỗi phút nó sẽ thực thi. Đây, mình sẽ chạy lại. Trong lúc mình nó chạy thì mình giới thiệu sơ về lại cái tool cũ. Thì đây là cái tool để xử lý file. Cái tool này là dùng để login vào server đây. Các bạn có thể coi lại những cái video cũ, hoặc là các bạn vào help, cái nút help này để login vào cái kênh YouTube của mình. Đây, ở mỗi video các bạn thấy đây, ở mỗi video mình đều upload cái file lên, các bạn có thể download về ở cái phần download này. Đây, vậy là nó đã mở cái file đây, tới thời điểm là nó đã mở cái folder mà nó hiện tại nó đang đứng cho mình. Đây. Mình dừng lại hoặc là mình có thể tiếp tục đây, nếu nó sẽ thực thi ở cái phút kế tiếp là phút thứ 52. Cái tool này mình đã upload lên trên các bạn ở cuối video, các bạn ở cái mục hiển thị thêm. Ở cuối video ở cái mục hiển thị thêm này thì các bạn vào cái phần download, có cái link download thì các bạn download về. Đây, mở tiếp. Cứ tự mỗi phút là nó sẽ thực thi một lần. Bây giờ mình sẽ dừng lại. Các bạn double click vào cái nút này để xem code. Đây là cái button start. Thì trong button start này thì mình gọi cái chương trình gọi là get time. Trong cái get time này mình kiểm tra thời gian dựa theo cái cột phút và cái cột giờ này. Nếu mà on time
thì mình mới gọi cái chương trình gọi là on time checking, cái function on time checking. Thì trong cái function này mình mới gọi tiếp là cái action để mình kiểm tra cái task nào. Thì hiện tại mình mới làm cái task bin, cái task bin là hoàn chỉnh, còn cái mấy cái task khác thì sau này mình sẽ phát triển thêm gọi cái task bin này. Trong cái task task handling này các bạn có thể xem ở cái module thứ hai đây, cái phần task handling đây. Hiện tại mình mới làm cái bin, sau này mình có thể làm những cái lệnh khác, các bạn nó hoàn toàn có thể bỏ thêm vào đây, vào cái case select. Mình chọn case select hiện tại là đang đang là bin, thì sau này mình cần cái task nào ở ở đây thì các bạn bỏ vào đây và các bạn check vào check ở đây và viết code. Một cái cây ABC nào đó và các bạn put cái code của các bạn ở đây. Rồi sau đó modify lại cái phần chỗ này là gọi gọi tới cái mục nào đó thì là nó sẽ chạy chạy vào. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.